Rồi, xin chào quý vị khán giả. Thì hôm nay mình đến đây là cái nhà của cái chú mà rồi chú có theo cái hoàn cảnh của chị Thúy bị cắt cổ đó cả nhà, lột da đầu đó, là rồi chú nhà chú cũng gần cái lò thiêu. Thì phía xa xa đó là cái lò thiêu đó cả nhà, là gần chùa. Thì phía trước nhà chú thì có cỏ mọc cũng hơi tùm, mấy phối hợp cùng mấy anh em bữa nay đi cũng có đất sóc với ẩn với Hải Trăng. Giờ mấy anh em vô phỏng vấn và mời mọi người đi với mình nha. Chú không gà là nổi tiếng luôn rồi nha. Bây giờ tới bên Mỹ luôn rồi đó. Rồi có con chó cưng như ta. Nó pha lắm. Vậy quá hả? Lấy khẩu trang cho chú. Để vô đi cho bà con cô bác cộng đồng người ta. Mà sáng tới giờ chú được nghỉ gì đâu. Vậy đó hả? Mới đi quét dọn chỗ lò nữa, ăn mưa người ta ra nè. Nó khó gì đó. Nó phải nhiệm vụ mình phải làm rồi. Dạ. Làm phải làm. Hải hỏi đi Hải. Vậy chú cho xin thông tin chút xíu rồi. Về phản phản lên đi. Anh em chuẩn bị chưa? Để tôi bấm. Hỏi lớn lớn nha. Còn để tôi giới thiệu cái rồi tôi hỏi mấy thật xa rơn. Dạ. Thật xa rơn á. Dạ. Thế bây giờ chú có thể kể cho tụi con biết sơ về cái hiện tượng mà chú thấy có gì lạ không chú? Có một chút. Tại vì hồi đem lại đó, chắc củi chắc gì xong rồi đem vô lò thiêu đó, thiêu một chút xíu nó ra máu nó chảy ra. Rồi mấy người kia cũng đưa quay vậy đó, rồi mới đứng hỏi tôi bài, tôi nói tôi giở tay lên, tôi nói khoảng hồi nữa tôi kêu đi chỗ xa để tôi làm ba chuyện đó, nó có vấn đề. Dạ, cái đó là mình đều tâm linh, mình không cho phép nói ngay tại được thì... nói. Dạ. Mấy người nói chừng nào nó càng lên chừng nấy nữa. Thật đừng nói tôi bắt tay đi. Mà tính ra cái xác của chị Thúy đó chết là cũng hơn tuần hả chú? Tới ngày mình đi thiêu á. Tôi cũng không biết nữa. Dạ. Chỗ đó là không biết, là không biết luôn. Tới lại là tới lại thiêu đó là nói khoảng cỡ chừng 1 giờ mấy mới lại. Dạ. Nói là mới thiêu, nó trời ơi trời. Dạ. Làm kiểu này chết tôi nữa rồi. Nó gấp quá. Không chuẩn bị kịp không? Đồ thì có mà muốn còn làm thêm nữa, tại vì mình có nhiệm vụ nhiều, cũng như bò bọc này kia nọ đó, đâu cực của mình đó. Mình làm mình không than cực mà, nhưng cũng như mấy người mà ta chết, ta lại đang người ta nói trước đấy 1-2 ngày cái này bất tử. Mình phải chịu. Nó hỏi con ai? Nói con thằng bán vé số đó. Rồi tại sao nó chết? Nó chết lý do gì? Nó nói bị người ta hãm hại gì đó. Khổ cắt gì đó. Tôi nói trời ơi, tôi nghiệp họ. Thế rồi trong cái quá trình mà chú xử lý đó, rồi nó thấy cái hiện tượng đó xảy ra, rồi đối với chú mấy năm trong nghề, chú thấy cái đó có lạ không chú? Hơi lạ hơn, cũng hơi lạ chút. Nghĩa là đó giờ chú có gặp cái trường hợp đó không? Có, mà những trường hợp đó mà như thế này, những người bệnh sơ gan cổ trướng mới có. Còn người bình thường mình không có. Nhất hạn là mấy người đó chết, thí dụ chết thế đó cũng như là mình chết hoang, chết ất sự ất. Bởi vì mất máu là nó thường thường dân tộc nó vậy đó. Tại vì tôi thiêu lâu năm, tôi thiêu nhiều quá, chứ đâu phải tôi mới biết mới làm đây đâu. Tôi mần hơn 10 năm trời rồi. Một tay tôi không có mần cái này, không là một tay tôi lò mới này là tôi mần là hơn 6 năm. Chú cho con hỏi là hồi đó giờ chú làm như vậy đó, có thấy cái vong nào mà lại kêu chú hay là gõ cửa gì chú không? Trong nhà đây đó. Dạ. Tại vì nhà mình đây cách lò thiêu nó có mấy chục mét ha chú. Trời ơi, cái bệnh mới dời lại. Dạ. Đây đó. Vậy chỗ đó hả? Cái dừa đó. Dạ. Đó chứ đó là dòm thấy. Mà gia đó. Đình con cháu vợ con chú rồi có gặp không? Gặp nó cũng biết, nó đất nó không biết vậy. Dạ. Đó. Ví dụ gặp này là không có gì hết trơn, không có gì thấy gì lạ hết. Dạ. Rồi thế cho con hỏi cái vấn đề mà của chị Thúy đó. Tụi con cũng nghe người ta chia sẻ nói là chú có nằm mơ hay là thấy cái gì lạ đó, là thấy cái gì chú? Chú không có thấy, không chưa thấy, chú không có nằm mơ thấy đâu. Đừng
ác có người ta thấy. Ta thấy có thấy này chỗ cổng đó, chỗ cổng chùa vô đó. Dạ. Ta thấy nó không có thấy đầu. Ta chạy muốn chết luôn. Người đó chạy thấy chạy vậy đó. Bởi vì tôi rồi còn đối với tôi ta hỏi tôi đi tới đi lui thì con tôi nhỏ nhỏ xíu đó. Đâu có tiền hình thông băng cái gì đâu, không có cái gì hết trơn, nó đi trên dòng nó đi coi phim nó. Đã 9-10 giờ mới nó lại. Yeah. Mạnh em lại, ai lại trước, ai lại sau. Con tôi có bên có một lần nữa. Nhỏ con gái tôi đó. Cái vụ này tại vì nó nhiều chuyện quá tôi quên nói tới là chú là sợ luôn. Yeah. Nó nói nó lại thấy cái ông già. Khoảng cả 10 giờ nó thấy ông già, quên chứ, nó thấy ông già nói mày đi chơi già này rồi sao mày mới lại. Rồi nó không có nói gì hết trơn, nó không biết gì hết trơn mới nó lại tới nhà. Nói mày giờ này mày mới lại. Sao mày coi dai quá vậy? Nó nói. Trời ơi, không biết ông nào người ta hỏi nói sao. Cháu đi coi phim sao lâu quá vậy. Rồi ở đâu? Nó ở đây. Bằng mình tự nói cho biết, là dạ. Biết còn người không nói. Dạ. À, cái đó là tôi chưa nói với mấy người kia, chỉ có một lần là tôi cười luôn. Thế rồi cái người mà thấy hiện tượng là chị Thúy đứng đó không có đầu đó, rồi cái người đó là chia sẻ với chú là người đó nói thêm nữa, có thêm cái gì nữa không? Chị đó có một tiếng đó, người bán quán đây nè, bán trong chùa đó. Dạ dạ. Ta nói vậy đó, tôi nghe tôi vô lò tai, tôi không bao giờ tôi nói tầm bậy, tôi nói với người ta học này kia tôi không có. Rồi lúc đó là cái cô bán quán đó là nằm mơ hay là thấy thực tế? Trời ơi, ta thấy thực tế, nó chạy muốn chết mà, nằm mơ gì? Dạ. Đúng rồi, khoảng mấy giờ chú? Một giờ mấy, hai giờ người ta đi làm công chuyện tay gì á. Dạ. Ta chạy muốn gần chết luôn á, đâu phải nằm mơ. Mấy người ta nói với người đó, mấy người đó là nói cho tôi nghe. Tại vì tôi người kính mà, tôi đâu có nói mà ai mà nói với tôi là vô lỗ tai tôi không bao giờ tôi nói ra đó. Vô là kính là tôi không nói đó. Những gì mà tôi nói có tôi nói, có sự thật tôi thấy là tôi nói. Tôi nói không sợ người đó dạng vô. Nói vậy đó. Rồi theo cái kinh nghiệm của chú cũng bằng mười mấy năm đó. Rồi thông thường cái những người mà họ xuất hiện với một cái hình hài là không có đầu gì đó, là những người đó là theo chú nghĩ là sao? Cái vụ đó mình không nghĩ không biết á, tại người ta khác, người ta dòm thấy vậy. Còn đối với tôi không, tại vì tôi không từng thấy. Nhưng cái đó là người ta gọi bằng nhát người ta đó, mình thí dụ mà, nhưng không biết là người nào. Yeah. Phải không? Đâu phải mình nói là chính xác y. Ta nói chị đi theo đường thấy vậy không có đầu, ta nói vậy thôi. Chứ không phải nói xác người này người kia chỉ biết chỉ là hai vậy. Dạ. Thường là mấy cái ma mà không có đầu là họ chết oan ức hay là sao chú có thể cái đó chết? Là chết oan ức, sự oan ức mới vậy. Có ma mũ này ra nó nhiều quá. Dạ. Nó oan ức. Còn người già già chết vậy đó, đâu có gì đâu. Đã vô một hai tiếng, hai tiếng, tiếng mấy hai tiếng xong khô veo sạch sẽ, đem ra đẹp luôn, đã vô đàng hoàng. Chú ơi cho hỏi thêm là từ đó giờ chú có thấy hiện tượng lạ như ngoài bữa hổm không chú? Đó giờ á? Có, nhưng mà có những mấy người bệnh khác. Yeah. Bệnh khác mới có. Bệnh cũng như tôi nói sơ gan của trước. Yeah. Đó, cái đó mới có. Còn bệnh thường người không có bệnh. Yeah. Ít có lắm. Vài chục người cũng không có. Có khi thì cũng đỡ, một ở 100 người còn chưa thấy. Thế chú là cũng gần cái lò ở đây với cô bán quán thì cũng bán ở đây hoài đó. Rồi có thường xuyên thấy không hay là chỉ mới thấy lần này thôi? Cô đó không có thấy đâu, ta nói cho cô đó, cô nói với tôi vậy thôi. Cô đâu có thấy đâu. Dạ. Cô ở trên này là đâu phải bán hay không chùa gì đó. Chú ơi cho hỏi thêm là khi mà cái hiện tượng nó xảy ra là chú nói là máu chảy ra là rồi chú xử lý như thế nào chú? Gòn mình đó. Dạ. Gòn mình với dầu lửa trộn với nhau nó ra gì đó, mình thảy vô mình đốt. Dạ. Gòn nó mình đốt vô cho nó cháy, nó được cho nó lan tới đâu cũng mình
lấy cây đó, mình cứ xỉa theo đó, theo mình lan tới đâu mình xỉa tới đó, mình bỏ cho nó nhiều. Rồi bắt đầu cháy tới nó bắt đầu nó hết, nó khô chỗ đó. Khô xong rồi đàng hoàng mình quét ba cái còn dư chút đỉnh gì đó, mình quét lại một đống. Mình lấy cát khô mình chụp vô, rồi mình cứ quét tới tới khô như vậy đó. Với nó không hôi, nếu mà không làm gì đó hôi chết. Những người nói hôi chạy không, tôi với tay đừng nói. Người ta nó khó lắm, thà đừng nói. Nhưng mình nó là hay lắm, miệng ăn mắm muối mà. Nói sao là có anh chị á, thà đừng nói. Tôi cũng nói, tôi chỉ tay quay tay vậy thôi. Theo một lần vậy chú được bao nhiêu tiền cù lao chú? Tiền công tôi 600. Dạ. Tiền củi 500, tiền dầu lửa còn này rửa. Cái đó là mình quy định chú luôn vậy, giá là vậy hay là sao, hay tùy cái hoàn cảnh. Tôi tại vì tôi giá người ta cao lắm á, giá người ta nhiều tại người ta muốn ăn nhiều, còn tôi tôi tính theo lòng cũng như đi dặm lúa vậy. Dạ. Ngày 300 hay ngày 600. Mà cực mệt lắm. Củi này đi mua giác ở có khi cỡ cây số. Đi chặt á, đâu phải có máy đâu. Cái chú bữa kia mới cho tiền đó 2 triệu sáng mượn xe, máy người ta chạy đi mua liền ở trong nhà. Chưa được ra cưa, nó bữa nay chắc cưa rồi, cưa thử rồi. Máy cũ người ta mà, máy mới của người ta mà, nhưng người ta mới mua lại, xài mới được có một tuần lễ à. Rồi người ta chia đi uống cà phê nghe mấy người kia nó học đội nó không muốn mua máy, cái chỗ đó còn bán máy đó. Chỉ ở đâu ngay chỗ đó con cháu của mình nữa, nhưng bây giờ nó không biết, cha mẹ nó mới biết, nó bán cho chú 1,5 triệu. Rồi chú đi chú thay cái lưỡi cả 220 trở lại 220-221 gì vậy, thì nó hết 1,7 triệu rồi, mình nói 1,7 triệu đây. Mình cũng còn dư vài 300 lại mua liền, đem về liền, đi kêu ta vô giật cho đâu cho chú coi thử coi, giật lần đầu có chân chục cái không nổ nữa, tại vì để vô thùng người ta đâu có làm có 7 ngày 10 ngày gì. Vậy kia tôi bắt đầu sau này nó bơm nhớt rồi xong nó giật cái mày cũng thùng ta mà cái một thân bóng nó của ai mình đâu cũng không biết, tại vì chỉ người ta nói có vậy mình biết có vậy thôi, tôi đâu có, tôi không ai mà nói tôi nghe vậy thôi, tôi không hỏi đâu, sợ mình hỏi mình nói tới nói lui sợ mấy người ở cái bên đó nghe vậy sợ nói luôn rồi. Bữa vậy tôi không nói, cái nào tôi thấy là tôi nói rồi, nếu mà tôi nói ai cãi tôi không chịu á, có mới nói, tôi không có tôi không nói. Thôi thì hôm nay tụi con qua cũng biết thông tin sơ vậy, cũng nghe chú chia sẻ để cho bà con cô bác khỏi cần thắc mắc cái sự việc diễn ra trên như thế nào, thì cũng được chú giải thích thắc mắc này rồi, thì tụi con cũng cảm ơn chú nha. Chúc chú có thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn gọi là mạnh khỏe nha chú. Dạ con chào chú.